strong for your presence. May God, our Blessed Virgin Mary and Saint Bernadette, pray and protect us, protect our family members and our loved ones, especially for the safety of our journey back. I ask on the priest also to give you the final blessing. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's go in peace, to love, and serve the Lord and one another. Everybody believed that Mary was born without sin. El calabozo donde vamos a ir. The church had never said Mary is the immaculate. The church had simply left it as a belief, a general belief among faithful Catholics. But when Bernadette was able to say that the lady had said, he believed her, and everything changed. He believed her, he told the bishop told the pope, they had a meeting, the whole town believed, everybody believed. And it was very good. People went to confession, people came and made the sign of the cross and prayed to Mary. That was very good. But of course, at the same time, Bernadette became a film star. Everybody wanted to touch her, to talk to her, to be with her. And Bernadette remained the small, humble person that she had always been. So life for her became uncomfortable. The best bits were when she talked to the lady, but the worst bits were when people came to the xác mà có phép là trong tâm hồn của mình đó, cái emotional là cái tâm lý của mình hoặc tình cảm của mình được chữa lành, cái tâm vết thương lòng, vấn đề tâm lý. The mill was built with a
it's overshadowed by all these hard things. Mình phải suy nghĩ là chỗ đây là hồi xưa đó là có một ngôi nhà này thôi, không có nhà nào xung quanh hết, và cũng có một dòng sông, không phải dòng sông đó nhưng mà dòng sông khác ấy, mà đi gần cái nhà để cho là một có nội tiết. So, là nhà này hồi xưa đó là có một mình nhà đó thôi, không có những nhà này xung quanh. Now we'll go down the stairs. Tell them not to be frightened. The stairs look very rickety, very rude, because they're very old, they're original, but they're quite safe. And then we'll go into the mill room where Francois milled. Bây giờ mình sẽ xuống cầu thang và đừng có sợ, tại vì cầu thang rất là cũ. Tại vì cầu thang là Cái chỗ mà gia đình đã ở tại vì thánh Bernadette rất là bệnh, họ luôn luôn không mở cửa sổ này. Tại vì ở ngoài họ mà có mở cửa sổ này là những chỗ mà họ lịch trần trâu mà what is it, manure? Compost? Mùi phân. Mùi phân ở ngoài đây, so họ mà cũng vẫn mở cửa đó thì rất là bệnh. Tại vì có, ở trong đây có một cửa sổ thôi và một cánh cửa thôi. Thì sự rất là nghèo ở trong phòng này, tại vì có một nơi để nấu ăn và một nơi để họ lấy giọt mưa thôi, tại vì không có cách nào để lấy nước nữa. Yeah, so có 6 người ở trong này. To say that you lived in the cashew was something you wouldn't want to admit to. So Bernadette had a very difficult time. And then suddenly she became this person that everybody wanted to talk to. Her life changed almost overnight. It was a very difficult time for her. Mình mà nói mà mình ở trong cái nhà tù này á, thì không có chút sao, like, mắc cỡ sao? Yeah, tại vì ở nơi này là không có gì mà quan trọng hết. So khi thánh Bernadette đã thành ra là người nổi tiếng á, thì lại ai cũng muốn tới hết. So cuộc đời của cô đã thay đổi giống như qua một đêm á, một đêm thay đổi. À, một đêm. It's a beautiful thing. Can you read this one? Please. Yeah. And perhaps say a prayer for us all afterwards. Yeah. Nhưng mà biết cái nơi mà nó cùng nha. Bởi vì tôi là người không biết đọc và biết viết, bởi lẽ em phải đi làm việc. Sau sự phá sản của nhà máy sấy lúa ở Bali chỗ này, nơi mà thánh nữ đã sống với cha mẹ những ngày được gọi là sung túc nhất cho đến một năm, đến năm 55. Do đó sau đó gia đình đi rơi vào tình trạng đói khổ, nghỉ việc, cuộc sống bấp bênh và sẽ bị sa thải. Mọi người bắt đầu bỏ rơi gia đình của thánh nữ. Chỉ có một cơ hội cuối cùng là sống ở nơi này. How did you pronounce it? Le Charlotte? What's the name? Cacho. Chỉ có một cái cơ hội may mắn, cơ may cuối cùng là cái nơi này. Cảm ơn.
trước ảnh bẩn thỉu và u tối. Căn nhà với một phòng duy nhất. Vì lúc trước đây, nơi đó là nhà tù của quận. Gia đình thánh nữ cư ngụ nơi này cho đến cuối năm 1858, đúng nhằm thời kỳ Đức Mẹ hiện ra. Động sản của gia đình gồm có vỏn vẹn một cái bàn, vài cái ghế, một cái rương đựng quần áo, hai cái giường, một cái nằm bên phải hiếu của nhà, một cái nằm bên phải bên cùng mặt sưởi. Gia đình có 6 người. Vào ngày 11 tháng 2 năm 1858, là từ nhà này, thánh nữ cùng với một em gái đi và một chị bạn đi kiếm củi ở vùng dưới của chỗ mà Đức Mẹ hiện ra đó. Thì hôm đó là ngày Đức Mẹ hiện ra là thứ nhất. Như vậy thì tại sao Thiên Chúa đã chọn một cô bé mù chữ ấy, con gái của một nhỏ nhẹ, của một ông say lúa không giống như ai cả ở đất này? Tại sao Thiên Chúa muốn mặc khải cho chúng ta điều gì khi qua mẹ Maria, Ngài đã cho thánh nữ một cô bé nghèo hèn không ai đếm xỉa biết danh tánh và mầu nhiệm của mình? Chúng ta nhớ trong cái sách của Thánh Phaolô Côrintô chương 1 nó nói là những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Đó là lời Chúa trong bức thư của First Corinthians, cái bức thư Thánh gửi đến Côrintô, Thánh Phaolô rất là hay. Đi. Cười lên nào. Mặn xuống lắm. Không có lo gì hết trơn á. Cô lo từ 9 tuổi tới bây giờ. Không có đâu anh hai con, không có lo gì hết trơn. Tại mình bo Hello.
Trời ơi, có chừng có miền đó, công ơn nhiều lắm đó. Hôm nay bây giờ tạm biệt thì thôi. So, please come closer here. It's a big spot. We'll also give you some information from here. This side and this walls to the right representing that is lifetime. All the rest was built later on, but always, always, always okay. After that is Raja. This tree is symbol of everlasting life. And the dogs sleep on the place to sound in the air. And then to the left, on the triangles to the left, you get the symbols for mass. The foot of the tree, that's American love. I know. At the point of the arch, this is the coronation of Mary. Okay, so come, let's go. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi bộ. Big ass church. Oh.
Chúa con chẳng cam chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban